Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Hey, chào các bạn nha. Thì hôm nay mình tiếp tục phần 2 của chuyến đi Thác Liên Nung nha các bạn. Bây giờ là anh em mình sẽ bắt đầu nướng thịt và nấu cơm lam để ăn nha các bạn. Vì đoạn đường từ đây mà lên trên á, hơn một cây số lận mà rất là dốc, nên anh em mình đã chuẩn bị một ít đồ ăn để ăn có sức mà leo lên lại đó anh em. Bây giờ mình sẽ đi rửa thịt và chuẩn bị 3 cây ống tre để tiến hành nấu cơm lam đó các bạn. Quy trình nấu cơm lam á, các bạn trước khi đi á, thì các bạn ra ngoài tiệm gạo, các bạn kêu là bán cho là gạo nấu cơm lam hoặc là nếp nấu cơm lam, ta sẽ bán cho các bạn nha. Thì đây anh em mình mua có 1 ký gạo thôi. Thì quy trình nấu cơm lam thì nó cũng rất là đơn giản. Thường thì người ta phải ngâm gạo, anh em mình đổ trực tiếp luôn nha. Bỏ qua cái khâu mà ngâm vì nó hơi lâu chút xíu, nên anh em mình đổ trực tiếp vô luôn. Lần đầu tiên mà nấu cơm lam á, không biết có thành công hay không, nhưng mà cũng thử một lần cho biết để lần sau có kinh nghiệm. Thì gạo thì mình sẽ đổ trực tiếp vô 3 cái ống tre mà mình đã chuẩn bị sẵn. Sau đó thì mình sẽ đổ nước vô và dùng lá cây bịt cái đầu lại để cho nó khỏi chảy nước ra và nó có hơi nhanh chín hơn anh em. Sau đó thì anh em mình sẽ tiến hành kiếm củi đốt để nấu. Đằng này là mình đi kiếm coi có cái chỗ nào mà đẹp hơn không để nấu cơm lam. Nhưng trên kia thì bây giờ đang trưa nên là cũng rất là nắng. Chỉ có cái địa điểm đâu ban đầu là mình thấy là được nhất, nên là mình sẽ nấu cơm lam ở cái địa điểm mà mình đã chọn ban đầu. Đây là mình sẽ nhóm lửa lên, sau đó sẽ bỏ 3 cái ống cơm lam mình đã chuẩn bị xong và đợi đến khi chín thôi anh em. Khi mà anh em nấu thì anh em cũng nhớ là phải để ý không là nó sẽ cháy nha. Mình nấu lần đầu tiên á nên là không có được ngon lắm. Thì lần này nấu để mà có kinh nghiệm cho lần sau. Mình sẽ ra series là đi khám phá tất cả các thác ở Gia Nghĩa nha anh em. Anh em nào mà muốn mà cắm trại hoặc là đi khám phá thì có thể là theo dõi kênh mình nha. Đợt này mình sẽ ra nhiều video đi khám phá các cái địa điểm mà thú vị cho anh em coi ha. Sau một hồi thì anh em mình cũng xử lý xong, tuy không được ngon nhưng mà cũng ăn đỡ đói. Sau khi mà xong xuôi thì anh em mình sẽ giả muối xong xuôi rồi bắt đầu là thưởng thức anh em. Tuy nó không được ngon cho lắm nhưng mà cũng được. Đây là thịt đã nướng xong anh em. Thịt thì cực kỳ là ngon nha. Đang đói á, nên là mình thấy rất là ngon. Còn cơm lam thì nó cháy. Do là lần đầu tiên nấu nên là nó không được ngon lắm. Video sau anh em mình sẽ chú ý kỹ hơn cái phần nấu cơm lam ha. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái thịt nướng và một ít cơm lam nha. Rồi chào anh em nha. Hẹn anh em ở video lần sau nha. Có góp ý gì thì anh em comment bên dưới giúp mình nha. Rồi chào anh em nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ.